Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã Trảng Bàng đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều hiệu quả. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ 11 đề ra, hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong thị xã đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Để rõ hơn vấn đề này, mời quý vị khán giả cùng đón xem chương trình Thông tin từ cơ sở kỳ này với chủ đề Hội Nông dân thị xã Trảng Bàng, một nhiệm kỳ đổi mới và đạt nhiều kết quả nổi bật, phát sóng lúc 16 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2023 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem.